Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây mà đã là 40 năm. 40 năm hành trình của Trung tâm Thúy Nga cùng với các nhạc sĩ, các bạn diễn và đặc biệt với các fan. Biết nói như thế nào để gửi lời cảm ơn, những sự yêu thương, đóng góp chân thành và đã đồng hành với Trung tâm Thúy Nga suốt 40 năm qua. Một lần nữa, Như Quỳnh xin chân thành cảm ơn hết tất cả các vị khán giả thân thương của Trung tâm. Và quý vị, 40 năm, có lẽ là tại Bangkok lần này, không biết như thế nào thì chúng tôi mới có thể quay trở lại được nữa. Quý vị còn chần chờ gì nữa? Hôm nay, 28 tây, quý vị còn không mau, hãy cầm trong tay những chiếc vé còn lại để tham dự được chương trình 40 năm hành trình của Thúy Nga. Một chương trình thật tuyệt vời, hứa hẹn là một tác phẩm nghệ thuật. Mong được gặp tất cả mọi người. Hãy đến với Trung tâm Thúy Nga nhé. Paris by night. Bangkok.